Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản nha. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại thị trấn Phước Bủ, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị, hay được gọi là ngay trung tâm huyện luôn ha. Hiện tại trước mặt cô chú chị đây là mặt tiền đường ha, đường nhựa, đường hẻm thôi, đây là hẻm thôi ha. Hẻm của đường Điện Biên Phủ hay được gọi đường số 2 đó. Đó, đi tới trước đây gặp ngã tư là mình gặp Điện Biên Phủ ha. Thì đường Điện Biên Phủ đó là sẽ giao với lại là rẽ bên tay trái này mình sẽ giao với lại đường Huỳnh Minh Thành ha. Và rẽ bên tay phải ấy, mình sẽ đi thẳng hết đường luôn là đi ra khu tái định cư này, khu trung tâm thương mại cũng như là bệnh viện huyện Xuyên Mộc, giao với lại quốc lộ 5 ha. Và hướng ngược lại đây thì mình sẽ đi được đường số 4 hay được gọi đường Hùng Vương ha. Đây ở dưới này ha, đó xe chạy nườm nượp dưới đó anh chị. Thì đường đó cũng là thông ra được giao với lại đường Huỳnh Minh Thạnh và giao ra được quốc lộ 5 anh chị. Đó, nói chung là quy hoạch ở cái thị trấn này thì đường xá lưu thông thông thoáng ha, nói chung là thông thương hết ha. Và em Điền cũng có một cái bất động sản gần đây cần bán anh chị, là ngang 6 m, sâu là 20 và có là 60 thổ cư. Đó, giá bán chỉ hơn 1 tỷ chút xíu thôi anh chị. Đó, thì bất động sản mình cách cái hẻm này, cách cái đường nhựa này ha, khoảng vài chục mét thôi là tới bất động sản mình rồi. Nói chung là mặt tiền bất động sản mình là mặt tiền đường xe tải anh chị. Đó. Ngay chỗ đây thì cô chú chị có thể thấy này, buôn bán và kinh doanh này kia cũng sầm uất ha. Chiều chiều thì ngay đây sẽ là một cái kiểu tạp hóa nhỏ nhưng mà bán chuyên bán rau rán được, là hàng la ghim anh chị ha. Còn bên này tạp hóa này, hớt tóc này, làm nail bên này ha, làm nail. Rồi đi tới đây chút xíu là gặp ngay trường mầm non Mạc Tề Sinh ha. Đó. Nói chung là tiện ích tiện nghi thì không thiếu bất cứ gì anh chị. Đó. Đầu này thì ngay tiệm thuốc tây rồi, cũng có tạp hóa luôn, tiệm tóc nam nữ thì có hết ha. Nhà may cửa sắt vân vân, nói chung là mặt tiền này là kinh doanh có hết anh chị. Đừng nói ra đây, đừng nói là ra ngay chỗ bờ hồ nữa, nói chung là ra bờ hồ đầy đủ nữa anh chị. Đó. Ngay chỗ trong cái khu phố của mình thôi là đã đầy đủ rồi. Và bây giờ em Điền sẽ đi vào bên trong bất động sản đó cho cô chú chị mình xem nha. Đây. À, vô đây thì mình rẽ bên tay phải ha. Nói chung là bất động sản mình thì đang là đường bê tông thôi anh chị, nhưng mà đường bê tông xe tải chạy anh chị nha. Đó, rất là rộng rãi anh chị ha. Dân cư ở đây thì đông rồi, đông nghẹt luôn anh chị. Đó. Rồi bây giờ em Điền đã tới được cái bất động sản của mình rồi anh chị ha. Chạy từ ngoài cái đường chính nó vô có chút xíu thôi anh chị. Đường đó thì hiện tại là đang là đường có tên là đường hẻm thôi chứ chưa có tên ha. Hẻm của đường Điện Biên Phủ. Đó. Thì đây. Hồi nãy em Điền đi đường này vô này. Đó, rẽ bên tay trái chạy ra chút xíu là ngay chỗ mà trung tâm cái chỗ mà người ta buôn bán rồi đó anh chị. Đầy đủ bên đó ha. Nói chung là đường mình thì hiện tại đường bê tông nhưng mà thông nha anh chị nha. Chạy tới cuối đường là giao với lại đường số 4 anh chị, hay được gọi đường Hùng Vương đó. Đường Hùng Vương đó thì hồi nãy em đi cũng có nói rồi ha. Đó. Rồi đây anh chị ha. À, bất động sản mình thì đây anh chị. Đây. À, trước khi vào bất động sản thì em Điền sẽ cung cấp thông tin cho cơ bản ha. Bất động sản mình thì có mặt tiền là ngang là 6 mét anh chị ha. Ranh mốc rõ ràng. Từ đây qua bên này là 6 mét và chiều sâu là 20. Đó, cọc đóng rõ ràng ha. Nói chung là bất động sản này gia chủ mình mới ra sổ mới toanh luôn chị. Mới ra sổ mấy ngày đây thôi ha. Đó. Đi sâu vào bên trong là 20 mét và hậu mình cũng là 6 mét luôn chị. Hiện tại bất động sản mình thì đang có là 60 thổ cư. À, thổ cư cố định anh chị nha. À, thổ cư cố định là như vậy. Nói chung là bất động sản mình thổ cư nó nằm phía bên má bên này ha. Nói chung là
Bây giờ mình xây dựng thì mình xây dựng theo cái phần thổ cư đó ha. Thị trấn Phước Bủ mình thì đất thị trấn thì xin giấy phép xây dựng cũng đơn giản anh chị. Đó, nói chung là có thổ cư rồi thì xin thôi anh chị ha. Lên nộp đơn là có à. Đó. Nhà xung quanh thì dân ở hiện hữu xưa giờ rồi. Đó. Thị trấn thì không phải bàn về vấn đề mà điện và nước máy ha. Tất nhiên là có rồi. Đó. À, mướn sẵn mình thì đang là có hướng đông bắc anh chị ha, hướng đông bắc. Một cái hướng là đón nắng mặt trời ha, đón nắng buổi sáng. À, từ vị trí bất động sản này mà đi di chuyển ra các cái tiện ích tiện nghi ha, ra trường học các cấp, chợ chợ Bà Tô hay là công viên này kia, nói chung bán kính chỉ khoảng là 1 km thôi chị, 1 km đổ lại thôi. Chẳng qua mặt tiền đường mình thì là đường bê tông thôi, chứ thực sự ra thì cũng nó cũng không kém cạnh gì đường nhựa anh chị. Rộng rãi, ô tô, nói chung là ô tô đi thoải mái. Ô tô thì né nhau thì không né được, nhưng mà chỉ có là ô tô né nhau với xe máy thì được ha. Đó. Như cô chú chị cũng đã thấy này. Đó, chiếc xe tải đầu kia anh chị thấy không? Đó. Em Điền nói có sách mách có chứng ha. Kêu đường đường bê tông nhưng mà đường xe tải đàng hoàng nha. Đó, anh chị có thể thấy chiếc xe tải nó đậu đó là biết là đường mình đi được rồi đó. Đó. Và từ vị trí này mà đi ra biển Hồ Tràm là khoảng đâu đó là 10 cây số chưa tới ha, khoảng 8 9 cây thôi, 8 9 cây số thôi là ra tới biển Hồ Tràm. À, mình đi xuống đường Hùng Vương là đường số 4 này là mình đi được biển Hồ Tràm rồi. Mình đã đi tay phải ha. Đó. À, từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng rưỡi đồng hồ anh chị ha. À, nói chung là bất động sản mình thì đang được gọi là nằm ngay trung tâm thị trấn, nhưng mà giá thì giá bán đứt vùng ven thôi chị. À, giá rất là rẻ tại vì đang ngợp anh chị, nói chung là đang cần tiền ha. À, nên mà bán tháo để mà xử lý công việc. À, trước thì bất động sản này em nghĩ là không có giá là 1 tỷ, à không không có giá là 1 tỷ 150 đâu anh chị ha. À, em nghĩ là lúc trước thì giá bất động sản này khoảng ít nhất phải gần tỷ 8 tỷ 9. À, hiện tại bất động sản mình đang cần bán ha, em liền sẽ thông báo giá cho cô chú chị mình luôn. Tổng bất động sản là 6 mét sau 20, có 60 thổ cư. Giá cần bán là 1 tỷ 150 anh chị. À, giá này giá muốn đã bán nha anh chị. Nói chung là giá nào cũng có thương lượng hết, nhưng mà quan trọng là gia chủ mình đang đưa giá sát nhất có thể rồi ha. Nói chung là cô chú chị mình chắc có thể thương lượng thêm chút ít nữa. Rồi. Em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền nha. Và hẹn gặp lại cô chú chị những clip sau của em Điền. Xin chào và hẹn gặp lại.